bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Các bạn ơi, năm 2017 đã qua và 2018 đã đến rồi. Trang Dậu thì đã ra đi và Mơi đang tuất giá đáo. Vậy thì không biết các bạn đã sắm sửa được một chiếc TV nào cho gia đình của mình để thưởng xuân hay chưa? Để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc lựa chọn thì ngày hôm nay Mỹ Duyên sẽ giới thiệu với các bạn top 5 TV bán chạy năm 2017 nhé. Đầu tiên nằm trong top 5 TV bán chạy năm 2017 chính là Smart TV LG 43 inch 43LG614T. Đây là chiếc TV có độ phân giải Full HD 1080p, giúp mang đến cho người xem những hình ảnh chi tiết nhất. Cùng với đó là khả năng xử lý hình ảnh giúp tăng cường màu sắc, điều chỉnh độ bão hòa, sắc thái màu và độ sáng nhằm mang đến những hình ảnh rõ nét. Chiếc TV này sử dụng công nghệ Victor Surround Plus giúp cải thiện hướng của âm thanh để người xem cảm nhận được chất âm trong và chân thật nhất. Bên cạnh đó, nó còn được hãng LG trang bị chiếc remote Magic Remote thông minh và giao diện webOS 3.5 để bạn đắm mình vào thế giới giải trí không giới hạn từ các nhà cung cấp dịch vụ nội dung phổ biến nhất. Từ thương hiệu Samsung với thiết kế siêu mảnh. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa đường nét uyển chuyển mềm mại cùng với một vẻ ngoài bóng nhoáng đã tạo nên một sản phẩm kiệt tác cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc TV này được hãng Samsung tích hợp một loạt các công nghệ hình ảnh hiện đại như công nghệ cải thiện màu sắc Full Color cho phép TV truyền tải màu sắc tự nhiên, chân thật như trong cuộc sống. Công nghệ UHD Dimming giúp nâng cao khả năng hiển thị màu sắc và chi tiết lên gấp nhiều lần. Công nghệ HDR giúp bạn cảm nhận được sự chân thật của hình ảnh với độ tương phản đến bất ngờ. Bên cạnh đó, chiếc TV này còn được tích hợp ứng dụng Smart View để chia sẻ nội dung và điều khiển TV qua điện thoại. Cũng giống như những chiếc TV cao cấp khác, thì Smart TV Samsung 50 inch UA50MU6100KXXV cũng được hãng trang bị chiếc One Remote thần thánh. Với chiếc remote này thì bạn có thể truy cập mọi thứ trên TV, từ bật TV đến điều khiển các thiết bị kết nối như đầu đĩa, dàn âm thanh, máy chơi game chỉ với một chiếc remote duy nhất. Tiếp đến là chiếc TV 4K Sony 49 inch với thiết kế siêu mỏng cùng với những góc vát tinh tế tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp. Với chiếc TV này thì bạn có thể đặt ở phòng khách sẽ trông rất là đẹp mắt đúng không nào? TV Sony 49 inch KD49X8000EVN3 có độ phân giải 4K với độ nét gấp 4 lần TV Full HD. Cùng với đó, Sony còn trang bị cho chiếc TV này công nghệ Triluminous Display cho phép bạn thỏa thích thưởng thức những chương trình truyền hình trực tiếp với độ phân giải cao. Hình ảnh từ những bộ phim bom tấn sẽ được truyền tải rõ ràng, kể cả chi tiết nhỏ nhất trên khung hình, giúp bạn có những giây phút giải trí đầy thú vị bên gia đình. Các hình ảnh chuyển động nhanh như các pha rượt đuổi tốc độ cao hay những pha võ thuật sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Bạn sẽ không gặp phải tình trạng bóng mờ khi xem trên TV Sony 49 inch 4K nhờ vào tần số quét Motion Pro XR200Hz. Nhờ sở hữu công nghệ hình ảnh OLED đỉnh cao, bạn sẽ không thể tìm thấy một điểm trừ nào về chất lượng hình ảnh trên chiếc TV này. Hình ảnh sẽ được hiển thị một cách chân thật, đẹp mắt và sống động chưa từng thấy, mang đến trải nghiệm xem TV hoàn toàn mới lạ và độc đáo. Smart TV OLED LG 55 inch sở hữu chất lượng hình ảnh Full HD và được trang bị tấm nền OLED. Cùng với đó là thiết kế loại bỏ hoàn toàn hệ thống đèn nền, giúp làm giảm thiểu đáng kể độ dày của màn hình và tạo nên một độ mỏng cực kỳ ấn tượng cho một chiếc Smart TV. Smart TV OLED LG 55 inch có giao diện webOS thông minh cùng hệ thống âm thanh vòm trung thực, chẳng khác gì được nghe trực tiếp tại các studio hay các buổi hòa nhạc Dolby Digital. QLED Samsung 55 inch là chiếc TV cuối cùng nằm trong top 5 TV bán chạy năm 2017 với chân đế và khung viền được thiết kế bằng kim loại cao cấp sang trọng, cùng với đó là hàng loạt những công nghệ hình ảnh hiện đại. TV QLED Samsung 55 inch với độ phân giải cao UHD Dimming mang đến góc nhìn hoàn hảo, hình ảnh sắc nét, trung thật đến từng chi tiết. Không cần đến rạp, bạn cũng có thể thưởng thức phim bom tấn hấp dẫn ngay tại nhà.
Cùng với đó là công nghệ chấm lượng tử sẽ mang đến khả năng hiển thị 1 tỷ màu sắc sinh động, đồng nhất từ mỗi góc nhìn nhằm mang đến cho bạn những thước phim chất lượng nhất. Công nghệ Quick Contrast của TV Samsung còn giúp tăng độ sáng đến 1.500 nits cho độ tương phản cao, hình ảnh sắc nét bất chấp điều kiện ánh sáng. Chiếc TV này cũng được Samsung tối giản toàn bộ dây nối và thay vào đó là một sợi dây cáp siêu mảnh. TV QLED Samsung 55 inch QA55Q7FAMKXXV sở hữu vi xử lý 4 nhân, hệ điều hành Tizen tiện lợi, kho ứng dụng vô cùng rộng lớn từ Việt Nam và quốc tế. Top 5 TV bán chạy năm 2017 và nếu các bạn có nhu cầu mua sắm TV cuối năm thì có thể tham khảo nha. Nếu như mà các bạn có thắc mắc nào khác á, thì hãy bình luận ở phần comment bên dưới hoặc là gọi ngay đến tổng đài 1900 1267 và yêu cầu gọi lại để được hỗ trợ nha. Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.